Okay, hello, Tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì năm mới đầu năm chúc cô chú anh chị và các bạn nhiều sức khỏe. Thì buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem một cái clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại chuồng bò mình nè các bạn. Thì hôm nay có một con bò này nó chuẩn bị sanh bê con nè. Trong quá trình sanh đẻ như thế nào thì mình sẽ quay em chia sẻ cho các bạn xem nha. Đây là lần đầu tiên trên kênh mình quay chia sẻ về bò sinh sản, thì cách sinh sản của nó như thế nào, quá trình như thế nào thì mình sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn cùng xem. Ngày sáng giờ là nó quằn, nó đau bụng các bạn, nó quằn ổ rất là đau bụng đó, nó đang lặn cặn mà bị sữa, nhìn thấy thương đó các bạn, nó hiền lắm rồi. Mình đã để ra thì cái hoa của nó rất là nở các bạn, hoa tươi cung rất là nở. Nhìn thấy thương lắm. Nó nằm nó thở nhìn thấy tội nghiệp các bạn. Nó đứng vậy nè các bạn, nhìn thấy nó đau bụng, nó quằn ổ, nhìn thấy tội nghiệp ghê. Nó quầy sữa căng căng to luôn. Nhìn thấy thương. Đau bụng té lái luôn. Bà kia quá chứ bà đái luôn. Đau đẻ là đau lắm các bạn. Nó đau bụng, nó dặm dò hoài luôn các bạn. Đứng lên nằm xuống, đứng lên nằm xuống. Nhìn thấy tội. Sữa nó căng. To đùng luôn. Thì con này là con bò cọp nha các bạn. Siêu cọp. Nó bự con lắm. Tại quay trong video các bạn thấy nhỏ chứ ngoài nó bự lắm. Đào bụng nó tới đi lui hoài kìa. Tội rồi. Con bà vú. Căng hết sức căng. Thì cái dấu hiệu mà bò nó chuẩn bị sanh đó các bạn. Các bạn nhìn dễ biết cái chốt đuôi của nó nè. Để chút nó đứng ra mình quay cho các bạn xem. Nó sẽ có một đường cong chứ nó không có thẳng như bình thường nha các bạn. Kêu bằng đau đẻ cong đuôi. Trên đây là cái cốp nó móp vô nè, cái cậy đuôi nè. Người ta gọi là móp cúp. Để cái tử cung nó nở. Nếu không bỏ con ra gần cái đây thì nó thốn, nó nhức, nó đau hay sao, nó dựa vô gốc cọc nè. Thì để chút nữa quá trình nó nằm nó xanh đẻ nó lặn như thế nào thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Thank you.
bơm nước thì mình
Nó đâu thở gì gì chứ. Thương cái ghê. Quá trời bự, thương quá. Là cái mũi bò con coi nó thở ngấy chưa, thở mạnh chưa. Cái mũi nãy sao giờ không thấy mẹ nó liếm cái mũi. Nó liếm dưới đùi dưới đít không, nó không liếm trên đầu ta. Không liếm đầu nữa đi con. Thương quá thường thương. Quá chừng là bự. Đây không liếm lỗ mũi con rồi không liếm nè. Dài đòn hết sức phải không? Thương quá chừng luôn. Trời ơi, cô ham con á. Thế thằng người ta kỳ cục. Bình thường bao lâu nó mới đứng vậy em? Còn yếu quá vậy. Ôi dạ.
đúng.